Hello Candy Nguyễn. Gió rất mỏng, mỏng ha. Tình yêu chia sẻ cho mọi người cách làm mùa thu nó nhẹ nhẹ thôi, không cần phải đòi hỏi cái cầu kỳ đâu. Nó đơn giản thôi, không có gì ghê gớm cả, nhưng mà rất là đẹp. Okay, mấy cái màu này mùa thu nó làm cho mấy cái thường thường mùa thu là nó hay cái màu cam cam. À, hơi cam cam chút xíu, nó hơi đỏ đỏ chút xíu, nó sẽ đẹp cái màu hơn. Quảng cáo. Hello mọi người, rồi mình bỏ cái màu thêm thêm 14 lên nè, ít thôi, bỏ lên ha. Rút nhẹ nè, rút nhẹ nè, xí nó sẽ ôm lên liền. Nhớ là để cho nó mỏng nè, mỏng chỗ này để cho mình còn nối cục bột nữa. Ok, rồi mình bỏ cục thứ hai nè, ít thôi, đừng có tham, lấy màu ít bột thôi, tại vì cái móng tay của nó nhỏ xíu mà mình lấy nhiều quá nó dư. Thấy chưa, đó đẹp cực kỳ luôn. Rồi cho em bỏ bột liêu lên. Cho em thấy rõ không? Có thấy rõ không? Không rõ nói mình để mình zoom ra nha. Có cần zoom ra chút xíu nữa không? Ừ. Rồi bỏ bột liêu lên nè. Bỏ tí xíu bột liêu lên nè, phủ nè. Rồi đưa bột ra ngoài là kéo nhẹ nè, đó. Được chưa? Đó. Rồi tiếp tục mình làm ba ngón ôm rê ha. Nè, lấy ít thôi, đừng có lấy nhiều, tay nó ngắn, không có cần phải lấy nhiều đâu, dư bột cũng. Cái phần nó dày quá, mình không có lấp được cái màu lợn màu đó đâu. À, hello mọi người nha, hello mọi người mới vào. Anh chị em nào mới vào, Tình Yêu say hello ha, có câu hỏi gì có việc hỏi, Tình Yêu có đọc comment ha. Tình Yêu sẽ đọc comment và trả lời cho mọi người. À, màu đó là N14 á, Tình Yêu có ghi trên cái status á, N14. Còn màu này là màu O, chữ O là chữ R đó, chữ R là này O12. À, cái màu này là màu mùa thu ha. Thấy khi mình đắp bột không? Anh tình yêu đắp bột và Tình Yêu lúc nào cũng làm cho cái thành cái móng nó thành phẩm luôn, nó thành cái shape luôn, chứ mình không cần phải dũa. Có nhiều người hỏi tại sao Tình Yêu phải dũa cái form nó như vậy, không có dũa nha. Cái này mình không có dũa mà mình đắp bột, mình nhớ đắp bột mình cho cái móng nó vô cái móng. Nó sẽ làm cho cái móng nó sẽ đẹp hơn. Anh chị em mà dũa nó sẽ không có đẹp. Thứ nhất là dũa nó bị mất cái shape, và thứ hai nữa là nó sẽ bị làm đứt tay khách. Cho nên Tình Yêu đắp bột, Tình Yêu đắp rất là kỹ. Tại vì sao? Thì xíu mình không cần phải dũa, mình dũa nó nguy hiểm, là không cần phải dũa, mình chỉ đắp thôi. Ok. Hello Mandy. Bé làm đẹp, bé ơi. Hello cho Nguyễn. À, làm mẫu ảnh xà cừ đi, đây nè, anh đang làm nè, anh chuẩn bị coi nè, anh làm cho em coi nè, rất là đẹp luôn, đang làm đi em coi ha. Nó cũng tương tự như vậy thôi, chứ không phải là xà cừ, nhưng mà nó là cái miếng giống như xà cừ vậy, mà nó sáng đó anh chị em nhớ. À, thấm bột nhẹ nhàng nè, ít thôi, đừng có tham, tại vì cái móng nó ngắn lắm. Mình đưa nó ra là mình đập, mình kéo nhẹ cái tay của mình, kéo nhẹ là cục bột nó sẽ lên ra liền, thấy không, nhìn không, khi mình đắp bột mình kéo nhẹ nhàng là cục bột tự động nó lên ra. Anh chị em đừng có dùng mạnh, cọ mạnh quá nó đi bột hết. Rồi mình chỉnh chỗ này cho nó mỏng lại nè, để khi mình bỏ cục bột lên nó nối với nhau, nó không có cái lằn, thấy chưa. Cục bột là Tình Yêu lấy rất là ít, anh chị em thấy không, nó rất là ít. Đó, nó rất là ít, là mình nhớ cố gắng mình đập rồi mình kéo xuống, đưa nó xuống rồi mình kéo. Đó, kéo thẳng cái tay ra rồi mình chỉnh đúng lại cho nó đẹp, thấy không. Cái ôm rê của mình nhìn nó sẽ sắc sảo hơn đó. Ví dụ bên này nó thiếu một chút thì cho nó một xíu thôi, xíu là xíu xíu thôi, mình bỏ đây nè. Đó, rồi mình dập mình kéo nè, cho nó đều nhau xí, rồi bỏ cục bột liêu lên đó. Hello Thanh Chị, hello Phương Chiều. Vuốt nè, nó vuốt là phải vuốt hết xuống cục bột xuống đây nè, rồi xong mình mới vuốt nhẹ nè. Chứ anh chị em mà vuốt từ trên đây vuốt xuống nó thì tới đây nó ngưng, cho nên nó không có đi hết cái móng, cho nên mình phải bỏ cục bột đưa ra ngoài mình mới vuốt được. Khi nó khô lại nhìn nó rất là đẹp cái màu ha, nhớ cố gắng. Dạ cảm ơn chị Lê Yên. Ok mọi người nhớ vô xem ủng hộ tinh thần
nhớ cái móng cái hay cái gì nó ngắn mình cũng phải lấy ít nè, đó bỏ 70% rồi để cục bột nằm y chang nó luôn, rồi mình chỉ cần mình tán vô nè, đó mình tán cục bột vô xong rồi mình dùng cái cọ mình dùng cái cọ để mình làm cái gì, tại vì mình đắp bột là mình phải dùng cọ, là mình cọ để mình di chuyển những cục bột nhẹ nhàng, cái tay của mình nhẹ nhàng thấy chưa, mình nghiêng qua nghiêng lại, mình coi bên đây nó thiếu bột rồi mình đưa nó ra, đừng có để cho nó thiếu bột đó. Ở bên đây nó thiếu, bên đây nó thiếu không sao, nhưng mà ở dưới này đừng có để nó thiếu, nhớ không? Đó, vuốt nó vừa vuốt vừa ém, vừa vuốt vừa ém nó, đừng có để cho nó tràn ra ngoài. Mình nhớ là khi mà bột nó hơi ráo á là mình phải ém nè, ém nó vô, đừng có để cho nó bự, nó phồng ra rồi mình mới kéo tiếp tục, thấy không? Cái móng nó ngắn cái gì, nó ngắn hay nó dài gì cũng vậy, mình phải làm cho nó đẹp, để tí xíu mình vuỗ, nó không cần vuỗ nhiều, nhớ không? Đó. Bột này là bột hiệu của Tình Yêu nha mọi người, Tình Yêu có bán, anh chị em nào muốn mua thì gọi số điện thoại 832-216-7717. Bột này là hiệu của Tình Yêu luôn, đây là bột của hiệu của Tình Yêu nè, đây là cái hiệu của mình nè, đó, Color Powder Mixed by Tình Yêu. Cái màu này là màu gì, màu này là màu gì, Posy Red, nó là màu trong mùa thu. Ok, cái tên của mình, anh chị em nào muốn mua thì gọi số điện thoại ha. Rồi, mình vừa nói chuyện mà bột vẫn chưa khô nè, đó, mình vẫn còn chưa khô, mình còn vuốt được nè, đó, vẫn còn vuốt được, thấy chưa? Đó, mình đẩy cục bột vô, mình lấy cục bột dư ra nè, đó. Đó. Thấy chưa? Rồi, bây giờ mình bỏ cục bột một phiên lên nè, coi rất là nhẹ nhàng nè, coi nè. Anh chị em coi ha, Tình Yêu làm cho mọi người coi nè, coi cho nó rõ nè, bỏ lên nè. Qua khỏi cái làm chút xíu nè, đè nè, đập nè, kéo nè. Bây giờ kéo cái tay mình đập nè, đập kéo nè. Bây giờ kéo là phải kéo vô nè, chứ đừng có kéo ra. Anh chị em đừng có kéo ra là nó sẽ chạy ra ngoài, hiểu không? Mình phải kéo vô, ok, thì nó đẹp. Tiếp tục cục thứ hai nè. Đó, cục thứ hai nè. Làm từ từ cho mọi người coi nè, cục thứ hai bỏ lên nè. Nè, đưa lên kia đi cò sát, đập nè, kéo nè. Bây giờ kéo cái tay của mình nè, đập kéo nè. Bây giờ là nó sẽ liền với nhau, nó liền cục bột với nhau, hiểu chưa? Rồi, bây giờ mình làm cái gì? Mình bỏ cục bột đi lên nè. Mình lo cái kia đi cò cho đẹp, thiệt đẹp, rồi mình mới bỏ cái kia đi cò lên. Bỏ lên một ly. Hello Andy. À, đẹp nhất nách luôn hả? Vậy là chứng tỏ là fan cứng của Tình Yêu đó. Nếu mà nó đẹp nhất nách là fan cứng của Tình Yêu. Đó, rồi xong rồi. Bây giờ Tình Yêu sẽ chia sẻ cho mọi người cách design đơn giản nè. Đơn giản nè, ok. Giờ mình design đơn giản nè. Mình bỏ những cái lá lên, những cái bông mùa thu lên đây nè. Đây nè. Trước khi mình làm cái bông mùa thu đó, mình phải bỏ bột lia nè. Coi Tình Yêu làm nha. Bột lia là mỏng nè, bỏ lên đây nè, giống như mình làm ombre vậy đó, bỏ đây. Ok. Mình đưa cục bột nè xuống nè, cho nó giống như là ombre vậy đó, nhưng mà nó mỏng nha, nó mỏng nè, nó mỏng nè, để chi biết không? Mỏng. Đó, nó mỏng nè. Xong rồi mình bây giờ cho nó mỏng, nhớ không? Cho nó mỏng nè, đó. Rồi. Rồi mình lấy cái màu pink nè, mình lấy cái màu N14, mình làm ombre lên luôn nè, mình làm ombre lên luôn nè. Mình làm ombre lên luôn nè, coi nè. Giống như mình làm ombre vậy đó. Đó, mình bỏ lên. Thấy chưa? Mình đưa xuống mình vuốt nè. Đó, nó giống như ra ombre nè. Thấy chưa? Giống như ombre không? Rồi, xong xuôi nè. Xong xuôi rồi mình lấy cái bông nè. Mình lấy cái bông nè. Mình bỏ lên nè, đó, mình bỏ lên nè. Bỏ bông nè, đó, bỏ bông lên nè. Thấy chưa? Bỏ bông lên nè. Mình bỏ lên nè. Bông lên nè. Đó, mình bỏ lên nè, mình nhớ mình quay cái đầu cọ lại, mình chỉnh nè, đó, mình chỉnh nó xuống nè, đè nó xuống nè, đó, đè nó xuống, mình bỏ lên nè, mấy cái chỗ này nó gì thiếu, bỏ lên nè, bỏ lên, đó, bỏ lên nè, thấy chưa, nhà quấy nhớ quay cái cọ lại, đè nó xuống, đè nó xuống, đè nó xuống, thấy đè nó dính không, đè nó dính vô không, rồi bây giờ mình làm cái gì, mình lấy mấy cái ngôi sao của mùa thu nè, này mình lấy cái ngôi sao của mùa thu mình bỏ lên, đó, mình đè nó vô xuống luôn nè, đè nó xuống, đó đè nó xuống nè, thấy chưa? Nè bỏ lên nè, bỏ mấy cái chỗ nào trống bỏ lên, đó, bỏ lên, này bỏ lên nè, mấy cái ngôi sao bỏ lên, đó, thấy chưa? Anh chị em thấy nó đẹp không? Đó, nhìn nó đẹp rất nãy luôn. Chỗ này nó còn thiếu một cái nè, cho nó một cái. Đó, nhẹ nhàng thôi. Đó, bỏ lên. Đó, bỏ lên đây, sát lên đây. Đè nó xuống.
Ví dụ nó không dính nè, ví dụ nó không dính đúng không? Nè lấy tí xíu bột lia nè. Nè tí xíu bột lia nè, nó không dính nữa thì bỏ lên đây, bỏ tí xíu bột lia lên. Đó, rút nó xuống. Xong rồi mình bỏ vô nè, đó nó dính vô. Thấy chưa? Đâu bên đây nó có thiếu không? Bên đây ok không? Bên đây nó chưa ok thì mình làm thêm một cái nữa cho nó đẹp, cho nó sáng ngời lên. Đó, cho nó sáng ngời nè, đó bỏ bột lia lên. Hiểu chưa? Xong rồi bỏ luôn đi nhẹ nhẹ thôi, bỏ lên. Bỏ ngôi sao lên, đó. Thấy chưa? Nó làm cho cái nail nó sóc sắc lên. Đó. Rồi, tí xíu mình quay lại mình bỏ bột lia ha. Bây giờ mình làm cái ngón này ha. Ok. Cũng y chang vậy luôn. Nhưng mà cái lần này đợt này là đợt khác. Là mình làm lại cái bột lia nè. Nè, mình lấy bột lia nè, mình bỏ lên nè. Ok, mình cũng chang ra mỏng nè. Đó, mình chang mỏng ra nè. Đó, chang mỏng ra. Thấy chưa? Để nhớ là phải có bột lia nha, nó mới dính nha. Rồi xong mình làm cái gì? Nè, mình lấy cái glider nè. Cái glider mùa thu nè, mình bỏ lên nè. Đó, mình bỏ lên nè, bỏ cao lên. Bỏ cao lên, đó. Bỏ lên nè, trang nó ra. Trang nó ra cho nó đầy. Thấy chưa? Em nào mới nói làm cẩm xà cừ inside nè, cho nó nằm bên trong nè. Thấy chưa? Đó, bỏ nó lên, những cái nào dư thì bỏ nó hết. Rồi, xong rồi mình trang nó ra cho nó đều. Đó, cho nó đều. Thấy chưa? Đó. Rồi mình lấy cái màu nè, mình lấy cái màu pink nè. Đây mình lấy cái màu pink nè. Đừng có bỏ nó dư uổng, bỏ lên cho nó đẹp. Đó. Xong rồi mình lấy cái màu pink nè. Đây, mình lấy cái màu pink nè. Nè, mình lấy cái màu pink nè. Ok. Bỏ ra nè. Đắp phủ lên luôn nè, đó, phủ nhẹ lên nè. Xí, phủ nhẹ lên nè, đó, phủ nhẹ lên. Cho cái trong này nó mờ, mà ở ngoài này nó sáng, ok. Đó, nhớ là như vậy, cho nó sẽ đẹp. Bỏ lên một cục nhỏ đó nè. Nhớ một cục nhỏ, ít ít thôi nha, đừng có tham nha, đừng có tham, bỏ nhiều quá nó không có đẹp. Đó, bỏ lên. Rồi, anh chị em thấy chưa, thấy nó đẹp không? Thấy rõ không? Nhìn nó mờ mờ, ảo ảo, nó đẹp. Rồi, xong xuôi là mình làm cái gì? Mình bỏ bột lia lên đây. Đó, bây giờ mình quay qua mình bỏ bột lia nè. Đây, bột lia nè, mình bỏ lên nè, mình phủ nè. Thấm cho nó ráo nè, bỏ lên nè. Đó, mình để lên nè. Nhớ đập cục bột nè, đập nè, đập nè, đập nè. Đập cho nó chạy vô trong cái cuticle nè. Thấy chưa? Đập cho nó chạy vô trong cái cuticle. Đó, rồi mình kéo xuống. Thấy chưa? Đó. Anh chị em thấy đẹp không? Đơn giản, nhẹ nhàng, không cần phải cầu kỳ đâu, không cần phải làm cái gì ghê gớm đâu. Những cái này mình chỉ có mình ngồi mình suy nghĩ, mình làm ra đơn giản, rất là đẹp nha mọi người, đẹp lắm. Khi mình bỏ top lên rồi nó đẹp nhức nách luôn. Đó, vuốt từ từ, bột lia là cũng phải vuốt từ từ cho nó đẹp. Uống nắng cho móng nó đẹp. Đúng rồi, mình phải chờ một chút đệ tử, tại vì cái bột khi nó bột nó khô lại, nó hút cái này vô trong đây, nó dính vô trong đó, nó khô lại, nó dính lại thì mình mới bỏ bột đi, nó không có chạy. Nó không chạy cái leader của mình, chứ mình bỏ lên liền là nó chạy nha đệ tử. Cái này đệ tử sư phụ chỉ cho đệ tử lâu lắm rồi mà. Bây giờ đó, nhớ không? Khi nào mình làm xong rồi mình mới quay lại mình bỏ bột lia. Tại mình bỏ bột lia lên liền là nó sẽ chạy cái đồ của mình bỏ lên trên đó, hiểu không? Rồi cho nó khô cái đã rồi mình mới bỏ lên, chứ không mình bỏ lên liền là nó sẽ chạy. Nó chạy cái móng của mình, nó chạy cái đồ mình đang cần muốn nằm ở chỗ một chỗ đó. Mà mình không nên bỏ lên liền, mình bỏ lên liền mà nó sẽ bị chạy đi. Đó, thấy không? Nó nằm yên một chỗ là chỉ mình đắp lên thôi, hiểu không? Nghe cũng bị nhức nghe. Hôm bữa con lấy bột lia mỏng quá. Kim tuyến nó, có phải bỏ tí xíu hơi dày dày con. Bởi mỏng quá nó sẽ mỏng, bột được. Tại vì khi mà con bỏ mỏng á, khi mà đệ tử bỏ mỏng á, ok, mà lỡ đệ tử bỏ cái đầu dũa nè, chạy ở dưới này một cái nó văng cái bột, nó văng cái miếng clear ra, nó sẽ không có đẹp. Cho nên mình phải bỏ dày dày để chi, để khi mình làm mình dũa mình còn chạy cái đầu cho nó mỏng nữa, hiểu không? Thì cái clear nó nằm ở dưới, nó sẽ chạy, nó mắc đi cái clear thôi, nó không mắc đi cái leader của mình. Ok, cho nên là mình làm nó sẽ đẹp. Bây giờ bỏ bột clear nè, bỏ bột clear nè. Đó, bỏ bột clear lên nè. Đây, bỏ bột clear lên. Đó, thấm này nhẹ nè, bỏ lên nè. Đẩy lên nè, đẩy sát bên kia đi, còn là đập nè, đập nè, đập nè, nhớ là phải đập nè, cái cỏ mà phải lúc nào phải đập cái đầu nhẹ nè, đó, đập cho nó tròn, cho nó chạy sát vô trong kia đi, còn và nó tròn, nó mỏng nữa, nó không có dày, thấy không? Lúc đó mình mới vuốt ra nè, đó, mình vuốt ra nè, thấy nó sát không? Nó sát ở trong cái kia đi, còn này không?
đó, thì từ từ tốn tốn nghiêng qua nghiêng lại, chỗ nào thiếu bột mình đưa nó lên, đưa nó xuống nữa, bột chỗ nào nó thiếu mình đưa nó lên, nó dư ở dưới này mình đẩy ngược lên lại để cho nó đầy đủ trên đó thì nó sẽ đẹp thôi, thấy không đó. Hello Quỳnh Quỳnh, hello mọi người mới vô nhé. Tình yêu vừa làm vừa giải thích cho mọi người coi để dễ hiểu đó. Chị em nhớ nghiêng cái móng qua, nghiêng qua như vậy mình mới thấy đường, mà nghiêng lại mình mới thấy đường, mình mới vuốt cục bột nó mới đẹp được. Anh chị em cứ để một chỗ, anh chị em cứ vuốt hai bên đây nó thiếu bột không có được đó, nhớ cố gắng là vuốt mà ví dụ bột bên đây nó thiếu nè, bên đây nó dư nè, mình đưa nó qua nè, đó đưa nó qua cái là nó khô rồi mình dập nó nè, ém nó nè, đó ém nó nè, ém à, đó ém nó nè, chỗ nào nó phồng ra là mình ém nó vô đó, là mình vuốt lại một lần nữa là nó xong đó. Như vậy là nó đầy đủ bột trên đây hết đó, như vậy là xong cái móng. Tí xíu mình bỏ bột, bỏ thóp lên là nó đẹp lắm, nó mờ mờ ở trên đây, nó sẽ sáng ở dưới này, ok, nó mờ ở trên này mà nó sáng ở dưới này nó đẹp, ok. Nói chung là như vậy, cái gì cần làm là mình phải làm thôi. Điều gì, cái điều mình cần biết là mình cần để sửa chữa những cái sai lỗi của mình đó. Cho nên tình yêu vẫn nói là anh chị em, là cái tình yêu anh chị em đắp lên cho đã, xong anh chị em dũa vô nó cực lắm, nó rất là cực. Cho nên anh chị em cố gắng nghe lời tình yêu là dũa, đừng có dũa nhiều, mà đắp bột vô cho nó chuẩn, là mình dũa sơ sơ hai ba đường thôi là nó sẽ đẹp nha. Chứ mình làm nail mà mình bỏ bột lên nó dày cui thùi lùi xong rồi mình dũa xuống thì nó đi không còn cái điều hay nữa. Chào mọi người đó. Cho nên anh chị em cố gắng, đúng rồi, tình yêu thật sự ra tình yêu cũng đã nói rất là nhiều lần, tình yêu nói rất là nhiều lần là anh chị em nghe coi live stream á, là anh chị em chịu khó nghe nhiều hơn là thấy. Tại vì mình nghe mình sẽ để trong đầu hơn, mình để trong đầu mình nhớ khi mình đắp cục bột lên là ông tình yêu cũng nói nhớ cố gắng là đắp bột vô cho nó vô cho trong cái form của nó đẹp, cho nó đẹp rồi để mình dũa nó ít lại đó. Mình nhớ trong đầu là mình nghe ông nói, ông nội này ông nói riết vô trong đầu mình luôn. Người ta nói mưa lâu thấm đất là như vậy, tình yêu làm, tình yêu cũng hay nói mỗi ngày để cho anh chị em nhớ trong đầu. Khi mình làm bộ nail ra đó là mình phải nhớ khi mình đắp bột lên là cố gắng mình đắp bột cho nó đẹp, mình đắp bột cho nó đẹp để chi, để mình dũa ít, mình không có dũa nhiều đó, là như vậy thôi. Cho nên là tình yêu lên làm like là tình yêu lúc nào cũng nói mỗi ngày, nói cho anh chị em hiểu được vấn đề ở đâu, nó sai ở cái điểm nào đó để anh chị em sửa. Thật sự ra anh chị em biết không, thời buổi này còn có live stream Facebook này kia nọ, anh chị em còn hiểu cho lỡ, nhưng mình không có người live stream làm sao mình hiểu được cái vấn đề đó. Mình cứ làm hoài sai hoài, mình cứ nghĩ là mình dũa chưa có đúng, mình dũa chưa có đẹp. Không phải, bây giờ anh chị em có làm cỡ nào đi chăng nữa mà đắp bột dày lên đây anh chị em dũa cũng không thấy đẹp, bảo đảm 100% luôn. Nhưng mà anh chị em đắp bột xong anh chị em dũa ra nó đẹp lắm, nó thẳng băng luôn, nó không có sai lệch chỗ nào hết. Đó là cái điều quan trọng nhất mà em hay nói. Anh ơi, đắp bom Renatural khi khách quay trở lại thì bị xỉn màu là do gì? Là do em xài cái liquid. Ok, em xài cái liquid đó là cái liquid thường. Cái liquid thường nó làm cho bột bị đổi màu. Đó là thật sự là như vậy. Anh chị em cứ nghĩ là bột nó dởm nó bị đổi màu, không phải. Bản năng của cái bột đó là bột tốt hay là bột xấu, nó bị mobile thôi, chứ còn mà nó không bao giờ nó đổi màu. Nhưng mà do cái liquid, anh chị em xài cái liquid nè. Đó, anh chị em xài cái liquid này nè. Cái liquid này là tình yêu đang xài cái liquid EMA, mà nó gọi, nó tắt đó là gọi là Solar, nó gọi là Solar liquid. Thì nó sẽ không đổi màu, nó làm cho bột dẻo và không đổi màu, nó không mang tính chất được bị vàng móng nữa, bị vàng cái bột nữa, hiểu không? Thật sự ra anh chị em biết không, mình làm nail mình phải có kinh nghiệm. Thật sự ra mình làm, những người mà làm nail như anh chị em ít có khi nào am hiểu về sản phẩm lắm. Như tình yêu bán sản phẩm là tình yêu phải am hiểu về cái sản phẩm để giải thích cho anh chị em hiểu vấn đề, lý do tại sao nó bị như vậy đó. Khi mình dũa là tình yêu dũa sơ sơ vài cái thôi là nó ra cái có phần đẹp rồi, nhẹ nhàng lắm, nó rất là nhẹ nhàng đó. Dũa nó nhẹ nhàng, nó không bị mắc bột mà nó không bị đứt tay nữa đó. Mình dũa cái critical trước, thấy chưa, mình dũa sát bên đây hai bên cái góc ở đó, nó đi từ từ xuống, nó sẽ tròn cái critical này. Đó, nó tròn cái critical này. Thấy chưa, mà bột nó không có mắc nó sẽ bị lài ra, nó sẽ đẹp hơn. Anh chị em thấy rõ không, nó lài cái critical ra, nó làm cho mình dễ thấy đẹp hơn, mà nó dễ xài nữa đó. Anh chị em thấy nó dễ không, đơn giản thôi. Dũa theo ngón tay hay bàn tay? Dũa theo ngón tay hay bàn tay là sao? Hỏi câu này khó hiểu quá. Dũa theo ngón tay hay bàn tay là sao? Anh không hiểu câu hỏi này. Anh không có hiểu cái câu hỏi của em. Ok, đại khái là anh nói đơn giản là cái ngón tay của người ta thẳng nè.
cái ngón tay của người ta thẳng thì cái bàn tay của nó phải thẳng, đúng không? Ví dụ như cái ngón này anh chị em thấy không, tình yêu giữa nó thẳng từ trong ra ngoài nè, nó nhìn thấy cái từ ngón tay ra đây luôn, nó thẳng. Chứ còn ngón tay này đâu có thuận giũa theo cái này được, mình phải giũa theo cái ngón này nè, cái ngón ở đây nè, cái ngón ở đây nè, đây là cái điểm chuẩn. Ok, có anh chị em chỉ gọi số điện thoại 832-216-7717 ha, là anh chị em sẽ order được những cái mặt hàng này. Ok, chẳng hạn như bây giờ tình yêu nói nè, người ta bị đứt tay nè, đó người ta bị cắt nè, nó bị nè, mình giũa bằng cái đầu này nó không có bị đứt tay luôn, nó ăn luôn nè, thấy chưa? Người ta bị giống như người ta bị cái da người ta xước á, nó làm cho bị ấy, cho mình giũa vẫn không có bị chảy máu luôn. Chứ còn mà anh chị em đút cái đầu giũa kia vô là nó chảy máu liền. Cách nào được em tình yêu làm đẹp? Dạ, nói chung thì tình yêu lúc nào cũng làm cho khách là người ta muốn design, tới đây người ta làm design, ví dụ như muốn nói tôi muốn làm cái mùa thu nhẹ nhẹ thì mình suy nghĩ ra những cái gì mình cần làm. Đó là cái tình yêu nó hay cái chỗ là người ta tới mình không biết cái gì hết á, mà mình vẫn làm được ha, mình vẫn làm những cái kiểu người ta thích. Đó, cái này nó không có lên trước cho mình đâu, mà mình tự tạo ra cho nó. Cái điều quan trọng nhất là người ta nói cái màu tôi thích cái màu mùa thu, là mình sẽ làm sao mình suy nghĩ mình làm ra cho nó đẹp, đơn giản mà nó đẹp, nhanh gọn lẹ lấy tiền. Chứ mình làm cầu kỳ quá, nó nhiều cái loại, nhiều cái thứ trên đây quá, người ta sẽ không thích mà người ta cũng không trả tiền. Trừ khi nào mà cái khách nào mà nó muốn như vậy thì mình mới làm nhiều thôi, chứ còn thật sự ra khách ở đây á mà mình làm nhiều quá nó cũng trả tiền nhiều quá, nó cũng quải lắm, nó không có làm đâu. Ok, cho nên mình giũa luôn cái phần ở dưới, mình lên luôn phần ở dưới này đó, lên luôn cái phần ở dưới cho nó đẹp, cho nó sạch. Anh chị em nhớ cố gắng những gì mà tình yêu chia sẻ, và cũng rất là nhiều lần chia sẻ và cũng nói rất là nhiều về vấn đề này. Anh chị em nào chưa coi và cũng đã từng coi, và anh chị em nào đã làm phải sai một cái lỗi lầm gì đó, mà nếu như mà hỏi tình yêu biết ở trong cái khả năng là tình yêu trả lời cho mọi người hết. Giống như tình yêu họ, anh chị em hỏi vấn đề tình yêu là tại sao em giũa nó bị không có đều mà nó bị mất này kia kia nọ, là anh chị em nhớ cố gắng những gì mà tình yêu nói, là anh chị em phải nhớ trong cái cách làm của mình. Cái cách làm của mình nó sai là tại vì á, thứ nhất á, là mình không chịu thay đổi bản thân mình. Ok, mình cứ nghĩ là mình làm như vậy là mình ok, nhưng mà thực chất ra khi mình coi người ta làm á, tại sao, và tại sao khi người ta chụp tấm hình lên hay là người ta làm lên, mình thấy tại sao, ồ sao nó đẹp vậy mà mình làm không được như vậy, thì mình nên chỉnh sửa cái cách suy nghĩ của mình và nên chỉnh sửa cái lẹ, đúng không? Double lâu nhưng mà giũa rất là lẹ, giũa rất là lẹ luôn anh chị em, từ cái giũa xếp cho tới giũa máy rất là lẹ. Tại vì sao? Mình double chuẩn là mình không có nên giũa nhiều. Mình không có nên giũa nhiều, mình giũa nhiều là sai nhiều, mình giũa cái này nhiều là sai lắm, sai vô cùng sai luôn. Thứ nhất là mất sức tối về không có làm gì được hết. Đó, thứ hai nữa là nó bị overdue. Overdue là sao? Làm nhiều quá nó bị over. Còn cái này mình giũa ít, mình đắp một chuẩn, mình giũa ít là bảo đảm anh chị em là rất là đẹp. Khi móng tay ra nó không có bị ảnh hưởng hai bên cái góc này, cái móng tay của mình nó sẽ được đẹp hơn. Tại vì thường thường mà anh chị em làm, anh chị em giũa nhiều quá nó mất hai bên đây, nhìn nó xấu lắm, nhìn nó ăn vô cái móng thịt của người ta nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất là ví dụ bộ nail á, bộ nail mà mình làm á là phải sao nó đi đôi với lại cái bền nữa, chứ không phải là bộ nail đẹp không đâu. Nó phải quan trọng là 2 tuần sau nó quay trở lại hoặc là 3 tuần sau nó quay trở lại nó vẫn còn tốt. Chứ đừng có nghĩ là mình làm bộ nail nó đẹp trong lúc này rồi thôi đâu, không có. Cái gì nó phải cần phải có sự bảo đảm nữa, đúng không? Mình mua cái gì cũng vậy, hay mình làm bất cứ cái gì mình cũng phải có cần sự bảo đảm. Mua cái xe nó có bảo hành chứ. Thì mình làm nail cũng vậy thôi, mình làm nail mình phải có bảo hành cho người ta. Đó là cái mình cần phải làm, tại là mình là người thợ nail là mình phải làm những điều đó. Đây là những cái màu mùa thu nè, anh chị em hay hỏi tình yêu hôm nay anh có làm mẫu mùa thu. Bữa trước giờ mùa thu, từ tháng 9 đến giờ tình yêu làm cũng 4 năm bộ rồi. Làm màu mùa thu rồi, cũng có nhiều khách vô hỏi là màu mùa thu là tình yêu làm thôi. Đó. Nhớ mùa thu là gì? Mùa thu là mùa lá khô. Mùa lá khô là nó hơi vàng vàng, nó hơi đỏ đỏ đỏ. Ok, chứ không phải mùa thu là nó vàng khè đâu, không đúng đâu nha. Mùa thu là vàng khè là không phải là cái đó không phải là mùa thu đó. Mùa thu mà nó lá vàng khè luôn là không đúng. Ở Mỹ mình đó, ở nước ngoài mình đó, là mùa thu là những cái lá nó hơi bị nâu và nó hơi đỏ 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 đỏ, chứ không phải là nó vàng khè. Bộ này bao nhiêu tiền hả? Thì tùy theo cái tiệm của mình ha. Cái tiệm của mình giá cao thì mình lấy nó 70 đồng.
À, cái tiệm nó thấp thì mình lấy 65 đồng hoặc là 60 đồng tùy theo cái tiệm của mình, cái giá của bên tiệm của mình. Đó. Cái tiệm của mình ăn thua cái tiệm của mình, giá của mình như thế nào thì mình lấy nó giá đấy đó. Chứ còn bây giờ hỏi chung chung thì tình yêu nói cái giá của bên tình yêu thì nó cũng đâu có giống bên mọi người đâu. Nhiều khi cái giá bên tình yêu nó thấp hơn mọi người sao. Đó, giật thì già quá, không đâu ai đâu, không ai mua đâu. Chắc có lẽ cũng còn hơi lâu, mấy bạn đừng có lo, nói thì nói vậy thôi. Chứ mà tôi mà bán thân được ai mua là chắc tôi cũng bỏ nghề neo luôn. À, cái đó thì em không nên làm em ơi, tại vì cái đó là cái quay cũ ngày xưa của thời ông Nhiệm để lại đó. Cho nên thời có hồi của ông Nhiệm để lại cho nên mình không nên xài cái đó nữa. Mọi người cứ tại sao phải chạy cái đầu giấy? Cái đầu giấy nó có liên quan gì tới vấn đề, thấy không? Đừng có nghĩ tôi nói tôi già nha. Mấy bạn đừng có hiểu lầm cái ấy là cái gì nha, muốn nghĩ sao nghĩ à. Tôi nói là cái ấy là trái tim của tôi không có già, chứ không phải là tôi nói là cái ấy của tôi nói cho nó già nha, không được à. Bạn nghe cho rõ. Đấy là nhìn nó đẹp đẹp, nó ẩn ẩn, nó hiện hiện, nó đẹp. À, già răng già cỏ như cái ấy không có già đâu, đừng có nghĩ là tôi già nha. Trời ơi, nhìn cái bông mùa thu lá bay đẹp nhất đất luôn. Bởi vậy đơn giản thôi mọi người, kiếm tiền dễ dàng, không có gì khó cả. Quan trọng là mình thấy vậy nó dễ là tại vì mình học được cái cách nó dễ. Đó, anh chị em. You hit. Vừa hết rồi. Anh chị em coi đi. Thấy chưa? Đẹp không? Rồi, anh chị em cho vài trái tim đây rồi mình chia tay. Rồi, xin chào tạm biệt mấy trăm anh em của mình nha. Hẹn anh chị em cái video kế tiếp. Bye mọi người nha. Tình yêu xin tạm biệt nha.